Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay muội sẽ review tiếp phần 20 của bộ truyện Chuyển Thế Luân Hồi Trên Con Đường Trở Thành Cường Giả. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Vân Triệt theo bước chân Vân Tiêu đến một tòa phủ đệ. "Cha mẹ, vậy là con sắp gặp được mọi người rồi sao?" "Ừm, vậy ngươi dẫn đường đi, Vân Đại ca, đừng lo lắng." "Vân Đại ca, tuy trên danh nghĩa ta là Vân gia thiếu chủ, nhưng đại đa số người hình như không thích ta lắm cho nên lát nữa nếu có người bất lễ huy nhất định hãy nhẫn nhịn chút không sao yên tâm ta chủ yếu là bái kiếm vân gia chủ những thứ khác ta không quan tâm đúng lúc này một âm thanh vang lên bên cạnh dô đây không phải thiếu gia chủ của vân gia chúng ta sao hừ được đấy vài ngày không gặp khẩu vị đã thay đổi rồi còn chơi nam sủng nữa miếng thịt tươi non này không biết có chiều được ngươi không một tên nam tử đang ngồi ở cục đá gần đó ánh mắt trêu chọc khinh bỉ nhìn về vân tiêu vân hạo người sao không phục sao nhìn bộ dạng của ngươi là muốn trở thành đối thủ của ta sao vân triệt thấy vân tiêu bị bắt nạn hay cho tiểu tử không coi ai ra gì ta sẽ giáo huấn ngươi chút đúng lúc này một thanh kiếm bay đến chen giữa hai người dừng tay lại thấy thanh kiếm bay đến sắc mặt vân tiêu thì vui vẻ mà tên vân hạo thì biến sắc tâm nguyệt đại ca khí tức bá hoàng tứ cấp người mạnh nhất lứa trẻ vân gia vân tâm nguyệt vân hạo thiếu gia chủ ôn hòa khoan dung, lũ không có mắt các ngươi, lại suốt ngày đi bắt nạt, nếu để ta nhìn thấy lần nữa, tuyệt đối không tha. Tâm, tâm nguyệt ca, giáo huấn phải, ta biết sai rồi, không dám thế nữa. Ừm, biết sai rồi thì lui xuống đi, vâng, tâm nguyệt ca. Tên Vân Hạo xoay người rời đi, nhưng vừa quay lưng hai răng đã nghiến chặt, hừ, Vân Tiêu giã chủng, hôm nay coi như người may mắn. Vân Tiêu thì đi đến sát lại nam tử mới đến, tâm nguyệt ca, cảm ơn. Hai ta là người một nhà, nói gì đến cảm ơn, quá khách sáo rồi. Như nhớ ra còn Vân Triệt, Tâm Nguyệt ca ta phải đưa Vân Đại ca đi gặp phụ thân, cáo từ trước, lần sau sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau. Vân Tâm Nguyệt nhìn theo Vân Tiêu cùng Vân Triệt quay đi, cũng được, tiểu tử ngu ngốc này. Sau đó sắc mặt của hắn biến đổi trở nên hung ác, đúng là ngây thơ. Vân Triệt là ai chứ? Khi tên kia vừa bộc lộ ra sát khí, hắn đã cảm nhận rõ mồn một. Sao lại có sát khí chứ? Lẽ nào là Vân Triệt dường như đã hiểu gì đó. Xem ra, vân gia này không hề bình lặng như vẻ bề ngoài, ít nhất là tên Vân Tâm Bình này không hề đơn giản. "Vân đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy?" "Không có gì." "Được rồi, đưa ta đi gặp Vân Tiền Bối trước, những chuyện khác hãy tính sau." "Ừm." Một hồi sau, Vân Tiêu đưa Vân Triệt đi đến sau một hậu viện. "Vân đại ca, đến rồi, phụ thân có lẽ đang ở trong phòng." Đi đến gần, bên trong phòng lúc này đang có thanh âm nói chuyện, "Hỏng rồi, huyền lực của ta bị vô dụng, tiểu muội" Nghe ta nói, tiếp theo dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng phải chuẩn bị cho tốt. Ca, huynh cứ làm đi, chuyện đến nước này, sao ta không có chuẩn bị được chứ. Người vừa lên tiếng là Mạc Vũ Bạch, huyết mạch của kinh hồng gần đây cạn kiệt, sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu biến mất. Bên trong phòng là một thân ảnh đang nằm trên giường, bên cạnh đang có hai người một nam một nữ, cảm giác hàn độc ngấm ngầm muốn bạo phát, phải làm như nào mới tốt đây. Người phụ nữ đứng bên cạnh chính là vợ của người nằm trên giường, Mạc Vũ Nhu, kinh hồng trột như phát hiện có người ở bên ngoài. Mạc Vũ bạch liền đánh bật cửa ra. Là ai? Tiêu Nhi. Vân Tiêu cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu, phụ thân ông ấy. Phụ thân của con có thể. Ai? Con tự đi xem đi. Phụ phụ thân. Vân Tiêu đi đến quỷ trước người cha đang nằm bất tỉnh trên giường. Cha, đều là Tiêu Nhi vô dụng. Nếu ta nỗ lực thêm, thực lực mạnh hơn, thì thuốc giải hàn độc đã tìm được sớm hơn rồi. Vân Triệt nhìn một màn này cũng thẫn thờ. Cha, mẹ, không ngờ lần đầu chúng ta gặp nhau lại là hoàn cảnh thế này hắn liền đi đến sau lưng vân tiêu vân tiêu để ta xem có khi có cách vân đại ca vớ vẩn tiêu nhi sao con tự tiện đưa người vào đây thế mặc vũ như chợt có một tia dòng điện chạy qua người này sao như từng quen biết vậy vân Trịch cũng không có khiêm tốn mà quát lên vớ vẩn ông có cách cứu vân tiền bối không mẫu mộ tiền bối tiểu tử từ nhỏ đã học y có lẽ có cách chi bằng để ta thử xem sao đúng 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 mẹ Vân Đại Ca có lẽ thực sự có cách, dù sao trước đó con bị ba bá hoàng tấn công, chính là Vân Đại Ca đã xuất hiện đuổi mấy người đó đi. Cái gì? Thiên huyền đấu với bá hoàng sao? Tiểu muội bây giờ chúng ta đều không thể làm gì, chi bằng để tiểu huynh đệ này thử đi. Chẳng hiểu sao trong lòng Mạc Vũ Nhu lại có một cảm giác tin tưởng, nàng liên gật đầu đồng ý, làm phiền rồi. Vân Triệt đi đến ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt hắn chăm chú quan sát người cha lần đầu gặp này, phụ thân, con về rồi đây. Đợi đã, hàn độc này, Nhật Nguyệt Thần Cung, đúng, chính là bọn chúng. Trước đó thê tử của Hoa Minh Hải cũng là chúng độc này. Nhật Nguyệt Thần Cung, đợi ta quay về Thiên Huyền, chính là ngày hủy diệt các người. Đám người đều ra bên ngoài, chỉ còn Vân Triệt ở lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhiệm vụ trước mắt là cứu người. Bên ngoài phòng, một luồng sáng xanh chiếu sáng cả căn phòng, ánh sáng lan tràn cả ra bên ngoài, làm ngôi nhà trở nên rực rỡ giữa ban ngày. Cái gì? Khí tức của viên chân châu này đến ta cũng có chút hồi hộp sao? Mẹ nhìn kìa, hàn độc của cha hình như đang sợ hãi. Ở một căn phòng khác trong vân gia, một lão già rót một ly nước. Con à, quá kích động rồi. Phụ thân, kích động gì chứ, người đang đứng nói chuyện với lão là Vân Tâm Nguyệt. Còn lão già đang uống trà là Vân Ngoại Thiên, gia tộc đại tỷ sắp đến, ta không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cha, cha nghĩ nhiều rồi, Vân Kinh Hồng đã phế lâu như vậy, nếu không phải dựa vào mộ gia, nếu nói là Vân gia bản gia huyết mạch, làm sao bá chiếm được chức vị gia chủ lâu như vậy. Còn tên Vân Tiêu đó ấy à, không đáng nhắc đến. Không, không không, con không hiểu gì về Vân Kinh Hồng cả. Hắn ta 36 tuổi quân huyền, đó là phong quang mức độ nào. Về sau còn ngăn chặn được Vân ra đi vào đường cùng, thủ đoạn và thực lực đó nhìn vào cả huyễn yêu giới là sự tồn tại đỉnh cao đấy. Nếu không phải hai vợ chồng bọn họ đến thiên huyền đại lục tìm lão gia tử rồi bị trọng thương. Vân gia này, không có phần cho chúng ta nói chuyện đâu. Phụ thân, người cũng nói rồi, đó chỉ là quá khứ mà thôi, Vân ra bây giờ chúng ta quyết là được. Bình thường ta không quản con, bây giờ ta không muốn chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con tốt nhất nên an phận một chút, đừng đi chọc vào Vân Tiêu nữa. Vân Kinh Hồng à Vân Kinh Hồng, hai tháng sau chính là lúc ta quang minh chính đại đuổi ngươi cút khỏi đây. Ba ngày sau, ở một tòa hậu viện Vân ra, cậu, cậu nói xem ba ngày rồi, Vân Đại ca sao vẫn chưa ra ngoài. Cứ chờ đi, còn về lục quang trong nhà, đến ta cũng có chút cảm giác lo lắng. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, mọi người có thể vào rồi hàn độc trong cơ thể vân tiền bối và mộ tiền bối đã loại bỏ hoàn toàn rồi đồng thời họ gần đây kinh mạch cạn kiệt cũng được kích hoạt lại tiếp theo phải tĩnh dưỡng đã vân tiêu và mạc vũ bạch cùng tiến vào xem vân khinh hồng thế nào rồi cậu đây nhìn trên giường chính là vân khinh hồng và mạc vũ nhu đang nằm nghỉ ngơi sắc mặt hai người đều đã tốt hơn rất nhiều trời ơi hàn độc trói buộc tiểu muội và chồng muội ấy hơn 30 năm đã hoàn toàn biến mất rồi vân triệt thiếu hiệp không vân triệt ân nhân xin nhận của ta một lại. Không 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 dám, đều là ta nên làm. Nhìn lại thân ảnh hai người đang nằm trên giường, Vân Triệt trong lòng hạ quyết tâm, cha mẹ con về rồi, sẽ không để mọi người chịu uất ức nữa đâu. Đột nhiên cả người Vân Triệt vô lực, do mất sức quá nhiều hắn từ từ lịm đi. Vân Đại ca, Vân Thiếu Hiệp. Hai ngày sau, Vân Triệt đang nằm trên giường thì mở bừng hai mắt giật mình. Xoay người vài cái hắn liền lên tiếng hỏi, Mặt Ly, ta ngủ bao lâu rồi? Hai ngày, hai ngày sau, Vậy cha mẹ ta thế nào rồi? Ta không nói thì ngươi cũng sắp biết rồi, mặt ly càng ngày càng xinh đẹp ra, hi hi. Đúng lúc này, bên ngoài cửa có thanh âm vọng vào, "Vên Thiếu Hiệp, ngươi tỉnh rồi sao?" Là tiếng của mẹ, mở cửa ra Mạc Vũ Nhu đang đứng ở bên ngoài, trên tay nàng là một bát thuốc, "Ai ea, sao cậu lại xuống đất vậy chứ? Cậu trước đó mệt như vậy, Tiêu Nhi đã nói với ta rồi." Nàng túm lấy tay Vân Triệt đỡ lại giường, "Mau mau, nằm lại đi." "Mẫu Mộ tiền bối, ta không sao, đã hồi phục xong rồi, còn tiền bối, hàn độc vừa được trừ khử, cần nghỉ ngơi điều dưỡng hơn mới đúng. Ta không sao, còn cậu trông giống tiêu nhi, hồi con nhỏ thật đấy. Sau đó nàng cầm thìa mớm cho Vân Triệt, giống như một người mẹ đang chăm sóc con cái vậy. Đây là canh hạt sen ta đặc biệt làm cho cậu, ta nghĩ cậu và tiêu nhi giống nhau, có lẽ cũng thích ăn, mau thử đi. Vân Triệt còn đang định từ chối thì một thìa hạt sen đã bay vào miệng, ừ. ngậm trong miệng một miếng này, hai dòng nước mắt từ từ tràn ra, cảm giác mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa được biết là, là ta làm không ngon sao. Không, là ta cảm thấy quá ngon, đời này cũng chưa ăn được thứ ngon như vậy. Vậy thì tốt, về sau chỉ cần cậu muốn, bá mẫu sẽ làm cho cậu ăn. Một khắc sau. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa. Ừm, mộ tiền bối đi làm việc đi. Đút cho Vân Triệt ăn xong bát canh thuốc, nàng liền rời đi. Còn Vân Triệt thì hạnh phúc nằm lăn ra giường cảm nhận lại cảm giác tràn ngập tình yêu thương vừa rồi đây chính là cơm của mẹ nấu sao ngon thật được rồi tiếp theo đi gọi vân tiêu cùng ta đi mua một số thảo dược điều chỉnh cơ thể như vậy sẽ khiến cha mẹ khỏe lên nhanh hơn vân triệt rời giường cảm giác ấm áp hạnh phúc của tình mẹ làm cho hắn tràn ngập năng lượng mặc vào quần áo liền bước ra ngoài một hồi sau tại một quán ăn oa wow, vân đại ca tiêu tốn quá không vậy nhìn bàn ăn đầy món trên bàn vân tiêu công tử vân ra cũng phải thốt lên sau một hồi đánh chén, hai người mới rời đi, hai vị khách quan đi thong thả, hôm nay kiếm lớn rồi, thấy có khách VIP ăn uống chủ tiệm cũng hớn hở. Còn Vân Triệt và Vân Tiêu thì còn mua một đống vải vóc đồ đạc, oa, vải này tốt thật đấy, ngươi thích là được. Hai người trên đường trở về, ai cũng đều vui vẻ thoải mái, thuốc của cha mẹ cũng mua xong rồi. Vân đại ca, huynh 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 tốt quá, ha ha ha, không thể để ngươi gọi ta là đại ca uổng được. Đột nhiên, Ây dô, dô thiếu gia chủ từ khi nào trở nên hào phóng vậy người vừa lên tiếng chính là vân hạo hắn cùng một tên thuộc hạ nữa cũng đang đi đối mặt với hai người vân triệt nhìn bộ dáng của tên này là biết rảnh rỗi sinh nông nổi muốn ăn đòn cho no đỡ phải tốn cơm ở nhà rồi liên quan gì đến ngươi đương nhiên là có rồi ngươi là thiếu gia chủ của bọn ta ngươi cầm tiền của vân ra đi chơi nam sủng xin hỏi ngươi đã thông qua sự đồng ý của bọn ta chưa vân hạo ngươi nói đàng hoàng chút đây là đại ca của ta không phải nam sủng như ngươi nói ha 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 nhận một tên rác rưởi thiên huyền cảnh làm đại ca sao chi bằng như vậy hộ vệ của ta cũng là thiên huyền cảnh ngươi gọi hắn một tiếng đại ca về sau ta bảo hắn bảo vệ ngươi thế nào hả vân tiêu nghiến răng cam tức ngươi đừng ức hiếp người quá đáng vân triệt từ sau đi tới nắm vai vân tiêu vân tiêu hôm nay ta dạy đệ gặp phải lũ ngu dốt thì nên ứng phó thế nào dứt lời chỉ nghe tiếng gió vù một tiếng vân triệt đã biến mất tại chỗ tốc độ còn nhanh hơn tên lửa siêu đại đạo đậu mợ 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 chỉ nhìn thấy trước mắt vân triệt đã ở sau tên vân hạo và thuộc hạ của hắn dao đã kề cổ vân tiêu học được chưa vân tiêu ánh mắt muốn ngốc học hỏng rồi à không học được rồi tên thuộc hạ bấy giờ mới phản ứng kịp nhìn về vân triệt ánh mắt căm tức nói ngươi muốn ăn đòn nhưng lời nói chỉ mới đến đây một cái chân đã bay đến mặt phốc cả người xoay như chiếc củ lăn ra đất tên vạo thấy thế liền túm vai vân triệt định đấm cho hắn một quyền nhưng mà vân triệt là ai chứ ta có nói cho ngươi cử động sao bàn tay nắm lấy tay của vân hạo ném hắn bay về trước sau đó cho đầu hắn ăn đất máu mũi phun ra đây chính là hậu quả của việc không nghe lời đó vân triệt đi đến chỗ vân tiêu học nhiều vào rất có ích ừ, ừm ừm chưa gì đã dạy hư thẳng để rùi Ưm, ừ, vân đại ca đợi ta với còn cách nào tương tự như vậy không dạy ta đi sợ là nhiều quá để không học hết được đâu nhìn vân triệt hai người rời đi vân hạo đấm tay nghiến răng Vân Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, tộc tỷ hai tháng sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết chắc. Ở trong phòng của vợ chồng gia chủ, Tiêu Nhi có thể kết giao với Vân Thiếu Hiệp, đúng là quá tốt. Đúng vậy, thiên hạ người có thể giải trừ hàn độc của chúng ta, sợ là đếm trên đầu ngón tay, dù sao với thực lực quân huyền cảnh của chúng ta cũng không làm được gì. Muội nói xem, sao trước đó chưa từng nghe nói đến Vân Triệt chứ, với sự phi phàm của hắn, sớm đã phải nổi danh thiên hạ rồi chứ nhỉ. Hình như nghe Tiêu Nhi nói, cậu ta đến từ một nơi xa xôi là đời sau hoặc đệ tử của một vị đại năng không xuất thế cũng không phải quá bất ngờ ừm ừm đợi ta xuống giường được nhất định sẽ đi bái tạ đúng lúc này mộ tiền bối có đó không ta đã mua thuốc điều dưỡng cơ thể rồi này giọng vân triệt từ bên ngoài vọng vào không cần ông đi người ta đã đến rồi đây này tham kiến mộ tiền bối cậu đó vẫn khách sáo như vậy về sau đừng tiền bối này tiền bối kia nữa gọi ta là bá mẫu là được đừng đứng đó nữa mau vào đi nhìn bóng vân triệt đứng ở cửa là ân nhân vân triệt đến sao ân nhân sao con là con của hai người mà nếu không có hai người cũng sẽ không có con nhưng hiện giờ thứ cho con không thể nhận cha mẹ vì chỉ có ở bóng tối con mới nhìn rõ được thế cục mới giúp đỡ được hai người vân tiền bối tại hạ vân triệt không dám để tiền bối gọi là ân nhân nếu không phải câu chuyện của ngài luôn cổ vũ cho ta thì có lẽ trên đời này không có vân triệt rồi không ngờ một người bán phế như ta mà lại có tương liên với vân đại hiệp như vậy Đột nhiên Vân Khinh Hồng ôm ngực ho khan vài tiếng bộ dáng mệt mỏi yếu ớt. Ấy, Vân Tiền Bối, tại sao sâu trong tim ngài lại có ngưng kết khí nặng như vậy chứ? Đây có lẽ là độc của ngài rõ ràng không khác gì mấy so với mộ bá mẫu, nhưng trạng thái sức khỏe thì kém hơn. Khinh Hồng, Vân Thiếu Hiệp không phải người ngoài, huynh nói điều trong lòng ra đi. Ai, át hẳn cậu đã nghe nói đến tiêu nhi từ lời đồn của thiên huyền đại lục, thật ra tất cả đều là thật. Nhớ lại nhiều năm về trước, thiên kiếm sơn trang, 25 năm trước, hai vợ chồng bọn ta đi cứu phụ thân dùng vân ra bí khí đến thiên huyền đại lục trên đường bọn ta được biết phụ thân bị nhốt ở một nơi gọi là thiên kiếm sơn trang bọn ta đã ngấm ngầm đi ai mà nghĩ lại rơi vào bẫy hóa ra tất cả đều do bọn chúng cố ý phát tán thông tin mục đích chính là dụ dỗ bọn ta đi bắt chọn mẻ lưới thế là người bọn ta đối mặt không chỉ có thiên kiếm sơn trang còn có vài vị quân huyền cường giả tự xưng đến từ tứ đại thánh địa một lượt giết chóc bọn ta căn bản không thể đi tìm phụ thân, liều mạng mới thoát được nhưng bị trọng thương. Cũng chính cuộc chiến đó, bọn ta đã trúng hàn độc đã trói buộc bọn ta hơn 20 năm. Trong thời gian ta dưỡng thương, ta đã quen biết và kết nghĩa với huynh đệ tốt nhất của ta, Tiêu ưng. Sau đó, bọn ta trốn trong Lưu Vân Thành, có được sự bảo vệ của Tiêu ưng, sau đó thì bọn ta có một đứa con. Như người của những thánh địa đó vì muốn cướp đi huyền canh chi lực của ta, đã đuổi theo giết tới cùng, để không liên lụy đến tiêu ưng, bọn ta đánh phải rút lui. Tiêu Ưng biết tình hình của bọn ta không ổn, nhưng huynh ấy vì để bảo toàn huyết mạch của bọn ta, đã ngấm ngầm cho đổi con của hai bọn ta cho nhau. Cứ như vậy, bọn ta trải qua rất nhiều gian khổ mới về được đến đây. Nhưng vì sự bán phế của bọn ta, rồi cộng thêm ban đầu phụ thân đã làm mất yêu hoàng tỷ, chọc giận yêu hoàng nhất tộc, cho nên tình trạng của Vân gia không thể khá lên được. Cũng không biết con trai có ở Thiên Huyền Đại Lục không, có nghĩ về bọn ta không, có hận bọn ta không. Có lẽ nó căn bản không biết trên đời này còn có hai người luôn nhớ thương về nó, cha mẹ, thứ cho con trai hiện giờ không thể nhận mặt hai người. Không còn sớm nữa, hai vị mau nghỉ ngơi đi, nói chuyện đến đêm, Vân Triệt mới tạm biệt vợ chồng Vân Kinh Hồng. Ừm, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, cuộc nói chuyện hôm nay khiến ta được an ủi phần nào. Chính cuộc nói chuyện này đã khiến những rắc rối trong lòng Vân Triệt giải bỏ hoàn toàn. Mặt ly trên đường về nghi hoặc hỏi, trong lòng ngươi muốn, tại sao lại không nhận nhau, thời cơ chưa đến thời cơ chưa đến sao, số mệnh đã đưa ta tới đây, vậy thì ta nên làm một số chuyện nên làm rồi, bao năm như vậy, bao khổ sở ủy khuất không thể để họ chịu không được. Ông nội ta, cha mẹ ta đều trung thành một lòng với yêu hoàng nhất tộc, không hổ thẹn với vân gia, nhưng cuối cùng thì sao chứ, ngược lại chỉ có sự cấm ký, oán hận, rách nát, bỉ ổi mà thôi. Tất cả những điều này, ta phải bắt chúng trả giá gấp trăm vạn lần. Ta mà có cha mẹ giống như ngươi thì tốt. Ồ, sao lại nói như vậy? Bởi vì, sớm có một ngày, ta sẽ giết chết người mà ta gọi là phụ thân. Cô oán hận cha cô sao, ông ta đáng chết, đáng giết, mặt ly ánh mắt sắc bén, chỉ cần nghĩ đến lòng cam thủ của cô lại dâng lên. Không trải qua nỗi khổ của người ta thì không hiểu được, dù sao bất luận thế nào ta cũng sẽ đứng về phía cô. Nếu ta có thể đạt đến thần huyền chi cảnh đó, dù là cha cô chắc cũng phải kiêng rẻ vài phần. Mặt ly hai má ửng đỏ lên, hai mắt sáng rực, trái tim lại đập loạn nhịp, giờ nàng cũng đã là một tiểu cô nương rồi, cũng đã không như trước không nghĩ ngợi gì ngược lại là vân triệt hắn ta luôn nói mấy câu động đến tâm can nàng trái tim nàng nhảy lên từng hồi đứng về phía ta sao ông ta còn mạnh hơn thần huyền cảnh rất nhiều đợi đến khi ngươi biết giới chủ là gì thì ngươi sẽ hiểu có điều vẫn muốn cảm ơn ngươi ngủ ngon vân triệt leo lên giường hắn lại trầm tư thực lực hiện giờ của ta tuy có thể đối phó với một số bá hoàng nhưng nếu gặp phải quân huyền thì chỉ có đường chạy thôi ấy nói đến chạy đúng rồi sao ta lại quên mất thứ này chứ? Hắn lấy ra huyền quang lôi cực mà Hoa Minh Hải từng hối lộ cho hắn, trước đó ta chưa học, một là không có thời gợi y an, hai là trong lòng bất an. Nhưng bây giờ không biết bao giờ mới về thiên huyền đại lục được, cho nên thật sự không có lý do từ chối huyền kỹ giữ mạng mạnh thế này. Mở quyển sách ra, vân triệt lờ THUC hiện thủ quyết, băng di huyễn kính, lên. Một lớp băng kính bao bọc toàn bộ phòng của hắn, người bên ngoài nhìn vào cũng không nhìn thấy như vậy cũng không cần lo lắng bị kẻ khác ngấm ngầm dòng ngó nữa. Vân Triệt vừa mở quyển sách ra nhìn được vài chữ, một luồng sáng mạnh mẽ bao phủ lấy hắn. Trong đầu hắn tràn ngập những pháp quyết tu luyện, đây là huyền kỹ truyền thừa. Cứ như thế không biết qua bao lâu, hắn cứ chìm trong những pháp quyết tu luyện đó, hôm sau hắn mở mắt, trong một đêm. Đệ nhất trùng lưu quang lôi ẩn đã tiểu thành rồi, lôi ẩn này có thể khiến người thực lực hơn mình một đại cảnh giới không thể cảm giác được khí tức, đúng là thần kỹ trộm cắp mà ngồi dậy dỡ bỏ cấm chế, mở cửa phòng đón ánh nắng sớm. A, à, thoải mái quá. Vân triệt búng tay một cái. Này, Hồng Nhi, ra ngoài tập thể dục buổi sáng đi. Hồng Nhi đang bên trong thiên độc châu ngáp ngắn ngáp dài. Ai ai đang gọi ta vậy? Buồn ngủ quá. Nàng được Vân triệt triệu hồi ra ngoài. Ta muốn vào ngủ tiếp. Vân triệt niệm động khẩu quyết hóa cho ta. Bình thường thì Hồng Nhi thích hóa kiếm biết bao. giờ buồn ngủ đến hồ đồ. Bỗng nhiên thấy cả người muốn biến hóa, nàng vội túm lấy thành cửa. A a a ta không muốn ta không muốn kiếm ha 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 hồng nhi ánh sáng lớn không nên lãng phí đâu nàng bị vân triệt múa may quay cuồng bay lên rồi lại rơi xuống chóng hết cả mặt oa a a a người ta sợ cao mà thoát cái lại trôi qua hai tháng vân triệt hàng ngày vẫn thường xuyên tu luyện trước đó nhanh chóng nâng cao tu vi có chút mơ hồ trải qua mài luyện lâu như vậy đã hoàn toàn ổn định rồi hơn nữa còn có chút nâng cao cách bá huyền cảnh không còn xa nữa nhìn lên trời xanh hôm nay chính là ngày tộc tỷ rồi đi xem cha mẹ thế nào vân triệt bay đến trước phòng cha mẹ hắn đập cửa lên tiếng nói bá phụ bá mẫu hai người sao vân triệt mở cửa nhìn vào ánh mắt nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hai người cha mẹ của hắn giờ đã trôi qua ngày tháng bệnh tật sắc mặt trở nên hồng hào tươi tỉnh triệt nhi để cậu chờ lâu rồi ha 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 tộc tỷ sắp bắt đầu rồi chúng ta xuất phát thôi nhìn hai người vui vẻ vân triệt cũng thấy vui trên đời còn có gì vui hơn khi thấy cha mẹ khỏe mạnh trở lại chứ sau đó ba người cùng nhau xuất phát đúng rồi vân tiêu đâu tiêu nhi à sáng sớm đã qua đó rồi một hồi sau ở thánh vân đài ở đây đã có từng đám người đang quan sát trận chiến trên lôi đài hai người trên đài đang giao đấu kịch liệt vân thu ca giữ chắc vào ngầu quá vân cường có thực lực thiên huyền bát cấp mà bị đánh bay nhanh như vậy năm nay thú vị quá tên vân thu này đang vui vẻ vì chiến thắng và được mọi người tung hô hắn liền cầm kiếm chỉ xuống đây không phải là vân thiếu gia chủ sao đã đến rồi có dám lên chiến một trận không người bị nhắm đến còn ai ngoài vân tiêu nữa chứ hắn ngạc nhiên sững sờ đây đây đứng không mà cũng bị trúng đạn nữa ha 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 tên hèn nhát này sao dám đánh với vân thu ca ca chứ đúng vậy đúng vậy một tên huyền canh cũng không có làm gì phải đối thủ của vân thu ca ta thấy có một số người cần phải có chút giác ngộ mới phải đừng đứng như bãi phân ở đó mãi như vậy không dám cũng không sao, ta rất hiểu, dù sao mạch nhà các ngươi bây giờ không một ai có thể lên đấu đài được. Đúng lúc này, Vân Triệt từ sau đi đến, lại vỗ vai Vân Tiêu An ủi, "Vân đại ca, sao? Nhanh như vậy đã quên cách trước đó ta dạy để khi gặp mấy tên ngu sao?" "Nhưng mà Vân, nhưng cái gì? Vân cái gì? Nghe ta, làm là xong." "Tiêu Nhi, nghe lời Vân đại ca đi, đừng sợ, có lúc đi một bước, có lẽ con sẽ phát hiện, khó khăn từng nghĩ là khó khăn, cũng không đáng sợ như tưởng tượng." vân tiêu nắm chặt bàn tay ừm con hiểu rồi sau đó hắn cất người bay lên lôi đài vân thu ca xin thỉnh giáo ha 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 ta không nghe nhầm chứ ngươi định đánh với vân thu ca thật sao không biết lượng sức ây ngươi dám lên thật à mặt trời mọc phía tây rồi sao đúng lúc mọi người đều ở đây ta sẽ lấy tên phế vật này để luyện tay tiện nở mày nở mặt một kiếm đánh bại ngươi trời ơi tử vân công của vân thu ca lại tịnh tiến không ít rồi chứ còn gì nữa đó là Vân Thu ca mà, Vân Tiêu chắc chắn sẽ thua thôi. Tên Vân Thu này hùng hục cầm kiếm lao đến, đâm thẳng vào người Vân Tiêu. Nhưng mà Vân Tiêu chỉ né người cái nhẹ, kiếm này hình như cũng chẳng ra sao. Một chiêu màu mè nhưng mà đánh hụt mất rồi, tên Vân Thu nghi hoặc nhìn lại, ồ, tránh được rồi sao, thú vị đấy. Thạnh quá hóa giận tên này lại tung ra thêm một kiếm, nhưng kiếm tiếp theo ngươi đừng hòng thoát. Lại né được rồi, Vân Thu ca kiếm này rõ ràng đã dùng ra 8 phần lực rồi mà, ai dô, lần này có kịch hay xem rồi kiếm thứ hai vẫn bị vân tiêu né tên này lại càng khó chịu loại chuột nhát chỉ biết chui rúc khắp nơi có gan thì chiến chính diện với ta vân tiêu nhìn xuống vân triệt thăm dò ý kiến vân đại ca À. vân tiêu đừng sợ đánh chết mợ hắn đi cha dô cha dô tiểu tử này chắc không có khuynh hướng bạo lực chứ chặt hắn chém hắn đi xúc hắn múc hắn và thế là đội ngũ cổ vũ ba người được thành lập đại ca vân triệt dạy bảo thằng em đánh người Vân Tiêu trên đài thấy vậy cũng trở nên kiên định hơn, "Vân Thu ca, vậy chúng ta chiến chính diện." Ha ha ha, ngươi thực sự nghĩ ngươi xứng sao, ngươi đã không biết điều. Vậy ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa chúng ta." Vân Thu vận lực bay đến, Vân Tiêu cũng bùng nổ ra khí tức, "Ta đã đến rồi, thì không để ngươi đánh bại đâu." Kiếm nhanh như cắt, chỉ chớp mắt hai người đã đứng ở hai phía lôi đài. Đột nhiên kiếm của Vân Thu nát vụn, kiếm vỡ giống như sự kiêu ngạo của hắn cũng đã vỡ nát. "Trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy?" đây có thể coi là là phá thiên hoang sao đúng vậy không khác gì tiêu nhi trưởng thành rồi ừm tốt hơn so với tưởng tượng của ta không thể nào ta sao có thể bị một tên phế vật đánh bại chứ vân thu triệu hồi ra huyền canh sau đó quay người lợi dụng lúc vân tiêu không để ý đánh tới vân tiêu đi chết cho ta toàn trường cả kinh tiêu nhi vân tiêu cẩn thận không ổn chỉ thấy huyền canh của vân thu đánh đến tạo thành một vụ nổ đất đá văng tung tóe hừ một tên phế vật không biết ở đâu ra, cũng muốn đấu với ta à? Vân Thu Ca đi đột kích sao, có phải hơi quá đáng rồi không? Toi rồi, lần này Vân Tiêu chết thảm rồi. Đúng lúc này, sau đống đổ nát một thân ảnh từ từ bước ra khỏi khói bụi mịt mù. Trên người Vân Tiêu tỏa ra một luồng ánh sáng tím, Vân Thu Ca, xin thỉnh giáo lần nữa. Cái gì, khí tức của tiểu tử này có cảm giác như bá hoàng. Vân Thu liền ngay lập tức triệu hồi huyền canh ngưng tụ ra một chiếc khiên lớn chắn trước người. Nhưng mà giờ phút này Vân Tiêu chỉ đơn giản là lao đến và xuyên qua, không gặp phải trở ngại khó khăn gì. Kiếm chỉ thẳng vào mặt Vân Thu, "Vân Thu ca, ngươi hình như lại thua rồi." Cả người tên Vân Thu ngã quỳ xuống sàn đấu vô lực, "Sao ta có thể thua một tên phế vật được chứ?" Hắn không cam tâm, hắn đứng dậy hét lớn, "Đứng dậy cho ta, vừa rồi nếu không phải ta đánh hai trận trước bị tiêu hao rồi, thì sao ta thua ngươi được chứ, có gan chúng ta đánh lại." "Ha ha, Vân Thu ca bị điên rồi sao, thua thì thua rồi." tuy ta không thích vân tiêu nhưng ta cũng không thích cách làm này của vân thu ca a à, cái này có chút bị ổi đúng lúc này hừ thứ mất mặt còn không mau cút xuống đại trưởng lão cùng một đoàn người đi tới đại đại trưởng lão ta sai rồi biết sai thì lui đi bộ dáng này giống như đại trưởng lão mới là người có uy quyền trước đó gia chủ ở đó cũng không thấy tên vân thu này cung kính như vậy ồ đây không phải gia chủ sao thật sự lâu rồi không gặp vân khinh hồng vẫn như không nhìn thấy chuyện vừa rồi vui vẻ nói, đại trưởng lão, lâu rồi không gặp. Ta còn tưởng gia chủ bệnh vẫn còn nặng, không thể đến tham gia tộc tỷ lần này cơ. Sức khỏe ta ta rất rõ, không cần đại trưởng lão quan tâm. Được rồi, các vị trưởng lão đã đến đủ, thì sang bên cạnh ngồi xem chiến đi, sau đó nhanh chóng bắt đầu tộc tỷ ngày hôm nay. Gia chủ nói, ta thân là trưởng lão đương nhiên phải nghe rồi. Hừ, xem ngươi còn huynh hoang được bao lâu nữa, ánh mắt của tên đại trưởng lão trở nên lạnh lùng rồi quay người dẫn theo một đoàn người cùng đi. Đoàn người. Cứ như thế mà rời đi, cũng không có vị trưởng lão khác nào ý tứ thi lễ với gia chủ, sau cùng chỉ còn lại một người. Khinh Hồng, mục đích tộc tỷ hôm nay át hẳn ngươi cũng rõ, đại đa số trưởng lão đều là người ủng hộ đại trưởng lão, thậm chí đến ba vị thái thượng trưởng lão cũng. Trưởng lão thứ 17, ai, mấy tên nhỏ con bọn ta thì chỉ đi theo yêu vương đại nhân, tuy không cam tâm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Thập thất trưởng lão có tấm lòng này, Khinh Hồng rất cảm kích. Sau đó mọi người cùng tiến vào một khán đài rộng lớn ở đại sảnh nơi xem chiến. Ở hàng cuối cùng dãy ghế trưởng lão, Vân Tiêu và Vân Triệt cũng chui tọt vào ngồi ké, người thì ngủ gáy khò khò, người thì túm góc áo. Vân Đại ca, chỗ này toàn là trưởng lão trong tộc, sao ta lại có cảm giác đi học bị thầy giáo nhắm vào vậy? Vậy để không ổn rồi, ta trước kia đi học, thông thường đều là thầy nhìn thấy ta liền cảm thấy căng thẳng. Hoa wow, oa, wow. Vân Đại ca, huynh quá lợi hại mà, những thứ đó huynh phải dạy hết cho ta đó. Đương nhiên rồi, đúng là có ông anh quý hóa, toàn tẩy não đứa em. Ở bên ngoài gió phê phê động, mộ vũ bạch cũng bay đến trước khán đài, ha ha ha. Mộ gia mộ vũ bạch, đặc biệt đến tham gia thịnh hội của vân gia. Mộ thiếu gia chủ đến thăm, bọn ta hoan nghênh vô cùng, mời ngồi. Không cần đâu, chỗ ngồi của đại trưởng lão ta không dám ngồi, mộ vũ bạch xua tay không muốn. Sau đó đi đến bên cạnh vị tiểu muội của hắn mộ vũ nhu, ngồi bên này ổn ơn, ý rất rõ ràng ta ở bên phe của vợ chồng khinh hồng mộ thiếu gia chủ đúng là biết đùa hừ kể cả mộ gia ngươi đến chống đỡ cho mộ khinh hồng cũng không thay đổi được gì đâu chờ mà xem đại ca cha không đến sao cha muốn đến nhưng ta cản lại rồi vì trước đó chuyện tiêu nhi bị đột kích bọn ta điều tra được một số dấu vết tộc tỷ hôm nay huyễn yêu vương tộc cũng có khả năng nhúng tay cho nên cha định ở yên bất động đã hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải giữ vững chức vị gia chủ không vì gì khác chỉ vì vân gia gia chủ nhất mạch ta nghìn năm vinh quang đúng lúc này trên trời cao lại xuất hiện hai thân ảnh, thiên hạ vô địch đến thăm, thiên hạ đệ nhất tham kiến các vị. Thiên hạ ra sao cũng đến vậy, từ khi lão gia chủ xảy ra chuyện, chúng ta liền rất ít qua lại với hai nhà, lần này xuất hiện không phải có ý đồ gì chứ. Cẩn thận đề phòng vẫn hơn, thiên hạ vô địch này thực lực trong thiên hạ ra chỉ đứng sau thiên hạ hùng đồ mà thôi. Vân tiêu một bên thì đã choáng váng, cả người run rẩy tham tham kiến vô 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 địch thích, đệ 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 nhất ca. Này này, không phải chỉ gặp phụ huynh của cô bạn gái nhỏ của đệ thôi sao không cần căng thẳng vậy chứ hơn nữa đệ nói nhỏ như vậy người ta cũng không chú ý đến đệ vậy vậy làm thế nào mặc kệ bọn họ hà không không ổn đâu có gì mà không ổn năm đó mấy người nhà bên kia ta không nể ai hết đúng là có ông anh trai báo quá báo mà đột nhiên vân triệt như chìm vào trong bóng tối cảm giác này sao lại lạnh lẽo vậy giống như bị xà hạt nhắm vào vậy thiên hạ đệ nhất như cũng cảm giác được ồ lên một tiếng là ngươi sao? Sao mờ vân gia này thiên hạ ra ngươi đến được? Hách liên gia ta không thể đến sao? Hách liên bằng. Khẩu khí lớn lắm, người này là tam hiệu nhân vật trong lứa hách liên gia gia chủ. Bọn họ vốn là cửu đầu yêu xà, trước đó luôn bị vân gia chúng ta áp chế, trong 12 tộc là vạn niên lão nhị. Nhưng hiện giờ họ đứng đầu 12 tộc rồi, đương nhiên muốn đến để dương uy, không phải chỉ là tiểu nhân đắc chí thôi sao, ta biết rồi. Rồi lại có một tiếng cười lớn, đây lại là, thái thượng trưởng lão toàn bộ người vân gia đều cung kính chắp tay cung nghênh thái thượng trưởng lão chỉ thấy ba lão già đi tới vân giang vân hà vân khê hách liên điệt nhi muốn đến vân gia ta đương nhiên hoan nghênh rồi nhưng chuyện hôm nay cũng là chuyện nội bộ của vân gia ta hy vọng các quý khách đừng can thiệp vào thì hơn ba lão đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống người đã đến đủ rồi vậy thì bắt đầu thôi các vị còn thời gian một tháng là đại điển tiểu yêu hậu tại vị bách niên thân là một trong 12 thủ hộ gia tộc Bọn ta đương nhiên không thể kém uy phong được. Thi đấu tiếp theo đây, hy vọng mọi người dốc toàn lực, vì chỉ có người thắng cuộc trong lứa trẻ tuổi mới có tư cách tham gia bách niên đại điển. Đương nhiên, trước khi chính thức thi đấu, có một chuyện quan trọng hơn muốn quyết định trước mặt mọi người, dù sao vị trí này liên quan đến tương lai của tộc ta. Ồ, còn có chuyện tốt này sao? Cứ nói ra nghe xem nào. Khụ khụ, nhân lúc mọi người đều ở đây, vậy ta cũng không vòng vo nữa, ba vị tộc lão, vân gia ta từ vạn năm trước phong thái vô song, nhưng gần trăm năm nay liên tục bị chết yểu hai đời gia chủ thêm khinh hồng bị trọng thương một vân gia đang bình thường trong khoảng thời gian ngắn lại suy thoái đến mức vậy cho nên vì vân gia ta khẩn cầu tộc lão chọn lại gia chủ a à, cái này ngoại thiên chuyện quan trọng ngươi cứ ngồi xuống để bọn ta suy nghĩ vâng nghe theo sắp xếp của tộc lão vân ngoại thiền ngồi xuống ghế trong lòng thì đắc ý không thôi vân khinh hồng à vân khinh hồng ta xem ngươi thế nào tộc lão sớm đã cùng chiến tuyến với ta rồi lần này do dụ cũng chỉ vì giả bộ diễn kịch thôi mộ vũ bạch đập bàn tức giận vân thiên ngoại ngươi đừng có quá đáng quá sao mộ thiếu chủ là muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ vân gia không bằng chuyện nội bộ vân gia ngươi ta không có hứng thú ta chỉ quan tâm có ta ở đây thì không thể để em rể của ta chịu ủy khuất ha 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 hay lắm hay lắm có điều phải nhắc nhở mộ thiếu chủ một câu vân gia hiện giờ không phải là vân gia ngày trước nữa vốn dũ đã tiêu điều như bọn họ muốn tìm một vị minh chủ dẫn dắt họ xông phá khỏi bóng tối, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi ngăn cản như vậy mới là thực sự quá đáng. Mộ Vũ Bạch lại tức giận quát lớn, Hách Liên bằng, ở đây làm gì có phần cho ngươi xen vào chứ? Mộ Vũ Bạch, ngươi đừng không biết điều, Vân khinh hồng bị phế lâu như vậy rồi, hắn cũng xứng làm chức gia, chủ sao, ta thấy chi bằng nhường vị trí này cho đại trưởng lão làm đi. Mộ Vũ Bạch không nhịn được nữa, liền chủ động ra tay, ngươi muốn chết? Rốt cuộc là ai muốn chết còn chưa chắc đâu, hách liên bằng cũng không chịu yếu thế. Một người định lao vào đánh nhau một trận thì đột nhiên có một luồng băng kết ngăn chặn giữa hai người. Đây là nham long tôn giả, lẽ nào? Vân gia tộc tỷ đã kinh động đến người đó rồi sao? Ha ha ha, xem ra bổn vương đến đúng lúc, cũng coi như vô ý dẹp được một chuyện xấu. Có hai người chậm chậm đi tới, huy dạ quận vương và nham long tôn giả. Không sai, hai vị thân phận cao quý, cộng thêm nhiều tiểu bối có mặt ở đây, hành động như vậy không phải làm mất mặt làm sao quận vương và tôn giả đã nói vậy rồi thì ta cũng không đôi co với loại tầm thường nữa hừ ba vị tiền bối bổn vương không mời mà đến xin được lượng thứ đâu có quân vương đến là niềm vinh hạnh vô cùng quận vương tới đây chúng ta vô cùng chào đón quận vương sao không nói trước một câu chứ để bọn ta chuẩn bị được tốt hơn chuẩn bị thì không cần như thế này là đủ rồi quận vương quả thật gần gũi như lời đồn à đúng rồi vừa rồi bổn vương cũng nghe được ít nhiều lời của các vị có câu không biết có nên nói không lão thái thượng cầm đầu cũng lên tiếng quận vương có suy nghĩ gì cứ nói ra đừng ngại bổn vương nghĩ đi nghĩ lại tuy cảm thấy đại trưởng lão đúng là có thể chọn gia chủ mới nhưng vân tâm nguyệt hình như thích hợp hơn dù sao hắn cũng tài giỏi xuất sắc thiên tử ngạo nhân còn thức tỉnh thanh sắc huyền canh giống yêu vương tâm nguyệt ca làm gia chủ vân gia bọn ta chưa từng có người trẻ tuổi như vậy lên kế nhiệm cái này hình như không thích hợp lắm toàn trường tĩnh lặng đại trưởng lão thì truyền âm cho một vị trưởng lão khác lão tam nhờ vả cả đấy yên tâm đi tam trưởng lão đột nhiên đứng lên đề nghị của quận vương ta cũng đồng ý dù sao thiên phú và tâm tính của tâm nguyệt bọn ta đều coi trọng hắn nếu trở thành gia chủ có lẽ từ đây sự suy yếu của vân gia sẽ chấm dứt rồi sẽ trở lại con đường hương thịnh đã có người khơi mào đám trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng đúng vậy ta cũng đồng ý vân tâm nguyệt làm gia chủ có lẽ sự thay đổi này có hiệu quả với sự phát triển của Vân gia. Sức khỏe của Vân Khinh Hồng thực sự khó mà chống đỡ được nhiệm vụ quan trọng, chi bằng để Tâm Nguyệt thử đi. Mộ Vũ Nhu thấy trượng phu của mình bị đám người này xỉ cả như vậy liền nắm chặt tay. Khinh Hồng, bọn họ sao có thể như vậy? Yên tâm, tất cả đã có ta. Nếu mọi người không còn ý kiến, bây giờ sẽ đúng lúc Vân gia đều đủ cả, cộng thêm có khách quý chứng kiến. Vậy thì nghi thức tiếp nhiệm lập tức được tiến hành, thế nào hả? Toàn trường ở dưới đều hô vang, Vân Tâm Nguyệt, Vân Tâm Nguyệt, Vân Tâm Nguyệt. Đã vén màn lớn rồi sao? Đến lúc ta xông lên rồi. Đúng lúc này, một âm thanh hét lớn vang lên từ góc của hàng ghế trưởng lão, "Đợi đã!" Người mới hét chính là Vân Triệt, hắn đứng dậy giơ tay, "Ta có ý kiến." "Vân, đại ca, huynh, nhìn kỹ đây, Vân đại ca của đệ hôm nay sẽ dạy cho đệ một cách đối phó tuyệt vời." "Ngươi là ai, cũng có tư cách phản bác ý kiến mọi người ở đây chứ? Ngươi không cần quan tâm ta là ai, ngươi chỉ cần biết mục đích ta đứng ra lần này là được." tên quận vương mặc dù khó chịu với lời nói của vân triệt nhưng vẫn nhịn xuống lên tiếng hỏi ô, ngươi có mục đích gì vạch trần lòng người vân triệt chỉ thẳng tay về vân tâm nguyệt đang ngồi một bên đại trưởng lão các vị ắt hẳn các vị ít nhiều biết một chút tình hình về vân tiêu và thiên hạ đệ thất mai phục nhỉ ta không vòng vo nữa tất cả đều là do vân tâm nguyệt làm cái gì sao có thể ngươi nói láo tâm nguyệt ca tấm lòng nhân hậu sao có thể làm chuyện dơ bẩn đó chứ thiên huyền cảnh tiểu tử từ đâu ra cũng dám ăn nói vớ vẩn ở vân gia ta vân tâm nguyệt không hiểu vì sao tên kia lại biết hắn tỏ ra tức giận nghiến răng bàn tay vỗ mạnh xuống bàn vân ngoại thiên liền bay ra trước ngăn cản trước người vân tâm nguyệt hừ đúng là ăn nói vớ vẩn vân khinh hồng sao nào ngươi thấy ngươi không giữ được chức vị gia chủ liền phái một người ngoài để hại con ta sao ồ nhô rồi sao rốt cuộc có phải làm hại hay không dùng huyền canh nhiếp hồn một lần là biết tâm nguyệt là trưởng tử của vân ngoại thiên ta đâu phải loại vô danh tiểu bối ngươi muốn làm gì thì làm. Hừ, người đâu, lôi tiểu tử này ra ngoài đánh cho ta. Tên đại trưởng lão liền nhanh chóng ra lệnh định giết người bịt miệng trước. Vân Triệt và Vân Tiêu bị một đám người vây lại xung quanh, ánh mắt của Vân Triệt ngưng lại. Mấy tên đệ tử Vân gia lao đến thì không thấy người đâu, cả đám đều nghi hoặc, chỉ thấy chớp mắt sau đó, Vân Triệt từ trên trời lao xuống, hai quyền nắm chặt đánh xuống, "Ta ở đây." Bùng một tiếng, quyền cước đánh xuống đám đệ tử Vân gia, khói bụi bay toán loạn khói bụi tán đi vân triệt phủi phủi tay gia chủ đang ở cạnh các ngươi thì tên nào chạy cũng nhanh đây còn là lúc gia chủ ở đây gia chủ không ở đây há không phải một số người càng đắc ý hống hách hơn sao đại trưởng lão người lo lắng cho cái nhà này ông xem ta nói đúng không trời ơi tên này là ai mà dám ăn nói như vậy trước mặt đại trưởng lão tại sao ta lại cảm thấy hắn nói lại nói khá có lý nhỉ tiểu tử này toi rồi thiên huyền cảnh mà thôi chán sống rồi sao hai tên trưởng lão khác quan sát liền nhìn nhau bàn bạc lúc này không thể hiện thì còn đợi lúc nào nữa đây là cơ hội lớn để nịnh bợ đấy tiểu tử khốn nạn ăn nói hàm hồ xem lão phu bắt ngươi thế nào hừ đại trưởng lão hiển hách đâu phải để một câu nói của ngươi sỉ nhục được hai lão già đồng thời cùng bay đến đánh về phía vân triệt vân đại ca cẩn thận bọn họ đều là bá huyền cảnh đó một lũ người không biết liêm sỉ các người đã muốn chiến thì ta theo tới cùng hai tay vân triệt tràn ngập hỏa diễm đột nhiên một bàn tay khác nắm lấy cánh tay của hắn. Người đó chính là Vân Bá Phụ, nhìn ánh mắt của ông Vân Triệt lại nhớ đến lúc mình còn nhỏ, phụ phụ thân. Triệt nhi, đừng sợ, có phụ thân ở đây, vẫn ánh mắt ấy, vẫn bàn tay ấy, cảm giác quen thuộc từ ký ức ủa về. Vân Thiếu Hiệp, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám động vào cậu. Tình bao bọc che chở của người cha dành cho con, vật triệt gật đầu, ừm ừm. Vân Kinh Hồng tiến lên trước, khi thế bùng nổ, sao nào, Tam trưởng lão và Thất trưởng lão là muốn cùng giết chết ta sao? Uy áp phủ xuống, nhìn ánh mắt của Vân Khinh Hồng, hai vị trưởng lão không dám nhìn thẳng liền quỳ xuống, không dám. Các người biết không dám là tốt rồi, ai, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, có lẽ rất nhiều người đã quên mất ta là người quyết ở cái nhà này rồi. Cảm giác vừa rồi, tim ta đã đập thình thịch, lẽ nào gia chủ hồi phục rồi? Không thể nào, có lẽ chỉ là hắn cường hành mà thôi. Vân Tâm Nguyệt lên sân, chuẩn bị tiếp nhận Huyền canh nhiếp hồn. Hết tập 20 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Yêu yêu cả nhà.